Và đặc biệt nhất là trong gian cung cấm này, ngoài thờ tượng của năm vị tiên đế nhà Mạc còn thờ thanh đao của Thái Tổ Mạc Đăng Dung. Và đây được đánh giá là một trong hai báu vật của châu Á còn được lưu thờ cho đến ngày hôm nay ạ. Thanh đao của Thái Tổ Mạc Đăng Dung thì được đặt trong tủ kính thờ dưới chân tượng của người ạ. Nguyên bản khi xưa là thanh đao nặng 32 cân, dài 2,55 m ạ. Riêng phần lưỡi đao là dài 0,95 m, còn phần cán đao là dài 1,6 m. Đây được coi là cái vũ khí liền thân của Thái Tổ khi người còn giữ chức quan võ dưới triều vua Lê lúc bấy giờ. Thưa quý vị, hiện nay ở châu Á chỉ còn hai binh khí được lưu thờ và xem là vật thái bảo. Một là thanh đao của Tống Thái Tổ thuộc Bắc Tống Trung Quốc. Và thứ hai là thanh đại long đao của Mạc Thái Tổ, tức Mạc Đăng Dung, đang được lưu thờ tại khu tưởng niệm Vương Triều Mạc ngày nay. Thanh đại long đao của Mạc Đăng Dung nặng hơn 12 kg so với thanh long đao của Quan Vũ, chứng tỏ sức mạnh của Mạc Thái Tổ, tức Mạc Đăng Dung, là vô đối. Duy Hà Nội Phố xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và bạn đến với khu tưởng niệm của Vương Triều nhà Mạc. Và đây cũng được xem như là tiểu kinh đô của Vương Triều Mạc. Huyện Kiến Thụy cũng được coi là nơi phát đế, là nơi sinh ra và lớn lên của Thái Tổ Mạc Đăng Dung tại đây. Vị vua đầu tiên của Vương Triều nhà Mạc và cũng là vị vua gọi là chịu rất là nhiều tiếng oan trong lịch sử tại thời điểm lúc bấy giờ. Một vài cái số chi tiết là Thái Tổ Mạc Đăng Dung thứ nhất là cắt đất của đất nước mình cho sang nước khác. Nhưng mà thực ra là không phải như vậy anh nhé. Dưới con mắt của các sử gia thời phong kiến, Vương Triều Mạc trong quá khứ từng bị gọi là Ngụy Triều. Và quan điểm đó tồn tại tận tới thập kỷ 70-80 của thế kỷ thứ 20. Thật may, từ cuối thế kỷ trước, người ta đã bắt đầu nhìn nhận lại, đánh giá lại khách quan hơn, cởi mở hơn về một triều đại đã có đóng góp lớn lao cho đất nước. Trong nhiều năm liền thì người ngoài đường không nhặt của rơi, cửa ngoài đêm không cần đóng, được mùa liên tiếp và trong cõi tạm yên. Cái cảnh thịnh trị này của nhà Mạc tuy là rất là ngắn ngủi thôi nhưng mà lại được đánh giá là hưng thịnh hơn so với lại các vị vua đầu tiên của triều Hậu Lê. Thưa quý vị, chúng ta đang được xem những hình ảnh quý giá của một vùng đất chứa đựng những bí mật của lịch sử dân tộc từ 500 năm trước, tồn tại song song với kinh thành Thăng Long trong một thời gian dài. Đây chính là Dương Kinh, là kinh đô thứ hai của triều nhà Mạc. Một triều đại có nhiều trắc ẩn trong quá khứ. Vì sao lại có Dương Kinh, một kinh đô vốn phồn hoa nhưng lại biến mất không dấu tích trên mặt đất? Tiêu biểu nhất chắc là anh cũng biết là có danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là thi tuyển dưới triều vua Mạc Đăng Doanh. Lúc này là cụ Trạng Trình là đã ngoài 40 tuổi rồi. Chính nhờ những bước ngoặt quan trọng ấy mà hôm nay trên vùng đất Dương Kinh xưa, nay là xã Ngũ Đoàn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, quê hương của Thái Tổ Mạc Đăng Dung, đã hiện lên một khu tưởng niệm Vương Triều Mạc bề thế mà quý vị đang được chứng kiến. Trước khi quý vị xem tiếp, quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Quý vị hãy bình luận ở phía dưới để góp ý cho Duy những địa điểm, địa danh lịch sử mà quý vị muốn Duy tới trải nghiệm. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Vâng thưa quý vị, hiện tại Duy đang đứng ở khu tưởng niệm Vương Triều Mạc và Duy rất vui hôm nay đồng hành cùng Duy có một em thuyên minh. Dạ. Chào em có thể giới thiệu về mình. Vâng ạ, em thì tên là Vũ Thị Quỳnh Trang ạ. Em là hướng dẫn viên tại điểm và cũng công tác tại Ban Quản lý Di tích khu tưởng niệm Vương Triều Mạc cũng khá là lâu rồi. Hôm nay thì cũng rất là vui được đón tất cả các anh về dâng lễ dâng hương và có những cái nghiên cứu tìm hiểu về lịch sử Vương Triều Mạc và các vị vua của nhà Mạc trong lịch sử của đất nước ta. Dạ, kính thưa tất cả các anh, các chị cùng với lại toàn thể các cô, các bác, thì di tích khu tưởng niệm Vương Triều Mạc được xây dựng vào cuối năm 2009 trên địa bàn của xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy thuộc thành phố Hải Phòng. Và di tích này được xây dựng nhằm để tưởng nhớ, để tri ân và khẳng định những đóng góp của Vương Triều Mạc trong tiến trình phát triển của lịch sử. Tại đây là thờ các vị vua của nhà Mạc và được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn nhà Mạc trị vì trên Thăng Long trong vòng 65 năm. Và giai đoạn thứ hai là giai đoạn nhà Mạc cát cứ tại vùng đất Cao Bằng, Lạng Sơn,
Tuyên Quang trong vòng 85 năm. Mình tên là Nguyễn Văn Thành, trưởng ban quản lý di tích khu tưởng niệm các vua nhà Mạc. Công trình khu tưởng niệm Vương Triều Mạc ấy, đây là một trong công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Thì đây là một trong ba công trình của thành phố Hải Phòng trong cái đợt chào mừng đó, đấy là khu tưởng niệm Vương Triều Mạc, tháp Tường Long và đền gắm ở bên Tiên Lãng. Thì công trình khu tưởng niệm các vua nhà Mạc này thì được quy hoạch và xây dựng trên diện tích đất là 10,5 ha và hiện tại là xong giai đoạn 1 trên cái khuôn viên của nhà chính điện này là gồm 2,5 ha, gồm có các cái hạng mục ví dụ như là mình đi từ bên ngoài vào ấy thì gồm có nghi môn ngoại này, hồ này, đến nghi môn nội này, đến hai nhà văn bia, hai nhà giải vũ và tòa nhà chính điện. Thì tòa nhà chính điện này thì được xây dựng trong vòng có một năm thôi, là khi mà khởi công xây dựng là năm 2009 và đến tháng 10 năm 2010 thì là hoàn thành, và đến ngày 25 tháng 12 năm 2010 thì là tổ chức là khánh thành và đi vào hoạt động. Thì trong suốt là hơn 10 năm mà hoạt động ấy, thì khu tưởng niệm các vua nhà Mạc đã thu hút rất là đông là du khách cũng như là con cháu trong dòng họ Mạc gốc Mạc là về là thăm viếng và dâng hương lễ bái các bậc tiên đế tiên vương Vương Triều Mạc. Và cái điều đặc biệt là trong khu tưởng niệm này thì khu tưởng niệm này được xây dựng ở trên nền móng của điện Tường Quang, có nghĩa là sau năm 1529 khi mà Thái Tổ nhường ngôi cho con trai trưởng là Thái Tông Khâm Chiết Văn Hoàng Đế là ngài Mạc Đăng Doanh, thì ngài về cổ trai là nơi quê cha đất tổ để xây dựng Dương Kinh là kinh đô thứ hai của nhà Mạc và cũng là kinh đô biển đầu tiên cũng duy nhất của đất nước Việt Nam. Và vùng đất Dương Kinh này thì ngài cho xây rất là nhiều các cái cung điện cũng như là các cái đền phủ, để hàng tháng ấy thì là vua Mạc Đăng Doanh về yết kiến vua cha để xin các cái chỉ dụ của Thái Tổ để điều hành đất nước. Đầu tiên khi mà chúng ta bước từ trên xe xuống là chúng ta nhìn thấy là bốn trụ đá, đó chính là nghi môn ngoại. Tiếp theo đến qua cầu đá chúng ta sẽ bắt gặp nghi môn nội. Nghi môn nội thì được xây dựng theo bố cục truyền thống như là hầu hết tất cả các đình đền chùa khác ở khu vực miền Bắc Việt Nam. Đó chính là có ba phần, phần ở giữa, phần ở bên hai bên rìa và phần hai bên rìa được gọi là cái cổng nghi môn ấy ạ. Dạ vâng. Và đi qua nghi môn nội thì chúng ta sẽ bắt gặp hai nhà văn bia. Bên trên này là hai nhà giải vũ. Theo cái phong cách xây dựng truyền thống của các triều đại ngày xưa thì là bên tả bên hữu đấy ạ, thì là nơi mà để các quan văn và quan võ trước khi vào thiết triều nhà vua thì sẽ có một cái phần gọi là dừng chân tại đấy để nghỉ ngơi, chỉnh trang lại trang phục trước khi vào bái yết nhà vua. Và đặc biệt nhất, cái hạng mục tiêu biểu nhất của khu tưởng niệm Vương Triều Mạc chính là nhà chính điện này. Nhà chính điện thì được xây dựng theo bố cục truyền thống hình chữ công, bao gồm 3 phần. Bên ngoài này là gian tiền đường, tiếp nối ở giữa đây được gọi là ống muống ạ, và trong cùng kia được gọi là hậu cung hay còn gọi là cung cấm ạ. Vâng ạ, ở bên ngoài gian tiền đường thì được theo bố trí đều hai bên, mỗi bên là 3 ngai vị. Vâng, các anh các chị nhìn thấy đấy ạ, mỗi bên là 3 ngai vị. Đây là nơi thờ bài vị của các vị xưng vương trên vùng đất Cao Bằng, tức là giai đoạn thứ 2 của nhà Mạc. Chỉ vì 85 năm, từ năm 1592 và kết thúc vào năm 1677. Vâng ạ, và ở giữa này được gọi là gian ống muống, nơi đấy để thờ ngai vị thứ 6 của vị vua thứ 6 nhà Mạc, chính là Vũ An Hoàng đế Mạc Toàn. Nhưng mà bởi vì là Vũ An Hoàng đế thì ngày xưa khi mà lên ngôi thì cái thời gian tại vị của người thì rất là ngắn, thời điểm người lên ngôi thì còn khá là trẻ, thế nên là Vũ An Hoàng đế thì được ghi chép hầu như là không có hoặc là rất là ít trong sử sách của nước ta lúc bây giờ. Và trong cùng kia được gọi là gian cung cấm, thì một lát nữa thì chúng ta sẽ được tham quan bên trong ấy sau. Thế à, vâng ạ, trong đấy là thờ linh vị thần tượng của 5 vị tiên đế nhà Mạc, tức là giai đoạn nhà Mạc đầu tiên từ năm 1527 và kết thúc vào năm 1592. Vị vua đầu tiên có công khai sáng ra vương triều nhà Mạc chính là Thái Tổ Mạc Đăng Dung ạ. Trong sử sách thì có ghi chép lại rằng Thái Tổ Mạc Đăng Dung là cháu 7 đời của Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi, sinh sống tại vùng đất Long Động Hải Dương. Đến đời của ông nội Thái Tổ thì đã di rời từ Hải Dương về lập nghiệp tại vùng đất này. Vùng đất này ngày xưa thì có tên là làng Cổ Trai và bây giờ là thuộc thôn Đương Thắng, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng ạ. Vâng ạ, thuở thiếu thời Thái Tổ Mạc Đăng Dung là người có sức khỏe rất là phi thường, người từng làm nghề chèo đò chở khách qua sông.
Vâng ạ. Và đến năm 1508 dưới triều vua Lê Uy Mục có mở một cuộc thi võ, thì lúc này Thái Tổ đã ra thi tuyển và trúng đô lực sĩ xuất thân. Ban đầu là Thái Tổ Mạc Đăng Dung chỉ là một người lính cầm dù đi theo cái kiệu của vua thôi anh ạ. Vâng, nhưng mà sau này thì nhờ tài trí thông minh và nhờ sức khỏe phi thường, trong vòng 12 năm làm quan võ thì đường người đã được nhà vua tin tưởng và ban tước vương cao nhất lúc bấy giờ chính là An Hưng Vương. Vâng ạ. Và đất nước ta vào cuối thế kỷ thứ 15, đầu thế kỷ thứ 16 thì lúc này các vị vua cuối triều Lê, ví dụ như là vua Lê Tương Dực hoặc là vua Lê Uy Mục là những vị vua là không làm được việc nhân chính nữa. Và lúc bấy giờ thì tình hình đất nước ta là dân chúng rất là đói khổ, lầm than, và trong triều đình thì lại có rất nhiều các cuộc tiếm ngôi xưng vương. Đứng trước cái tình cảnh ấy thì vị vua Lê cuối cùng đó chính là vua Lê Cung Hoàng đã ban chiếu nhường ngôi cho Thái Tổ Mạc Đăng Dung, và người đăng quang vào tháng 6 năm 1527, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử đất nước ta, chính là giai đoạn của nhà Mạc ạ. Thời gian trị vì của Thái Tổ Mạc Đăng Dung trên Thăng Long hơn 2 năm thôi. Tới năm 1529 thì người đã nhường ngôi lại cho con trai trưởng ấy, và đã về lại chính cái vùng đất này cho xây dựng nên Dương Kinh. Đây được đánh giá là tiểu kinh đô thứ 2 của nhà Mạc lúc bấy giờ, đồng thời cũng được coi là đô thị cảng ven biển đầu tiên của nước ta. Thì cũng giống như là triều Trần hoặc là triều Lý, khi mà các vị vua trị vì ở trên Thăng Long ấy. Ví dụ như triều Trần, vâng, triều Trần thì là có Nam Định, triều Lý có cái đền đô ở Bắc Ninh ấy, và cũng giống như vậy thì triều Mạc là có cái khu này gọi là khu Dương Kinh. Vâng ạ. Thời gian trị vì của Thái Tổ là hơn 2 năm. Vâng, sau đó thì người đã nhường ngôi lại cho con trai, và vị vua tiếp theo là con trai trưởng của người là Thái Tông Mạc Đăng Doanh. Thái Tông Mạc Đăng Doanh thì sau khi lên ngôi thì đã cho xây dựng tại Dương Kinh này rất là nhiều cung điện, đặc biệt nhất là có điện Tường Quang. Điện Tường Quang là nơi nghỉ ngơi của Thái Thượng Hoàng, tức là Thái Tổ Mạc Đăng Dung đấy. Vâng. Và cũng rất là trùng hợp, có nghĩa là nền móng của điện Tường Quang khi xưa thì lại trùng khớp với nền móng của chính cái khu nhà chính điện này. Đây, đây là ba chữ Tường Quang Điện anh ạ. Có nghĩa là khu tưởng niệm vương triều Mạc ngày nay thì được phục dựng lại trên chính nền đất cũ của điện Tường Quang ngày xưa. Ngày xưa thì cứ một tháng hai lần Thái Tông Mạc Đăng Doanh sẽ dẫn các quần thần từ Thăng Long về đây để bái yết vua cha và xin ý kiến của người về những việc đại sự của nước lúc bấy giờ. Và thời gian trị vì của Thái Tông là 10 năm. Đây được đánh giá là 15 thịnh trị nhất của nước ta dưới triều nhà Mạc cai quản lúc bấy giờ. Trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì cũng từng ghi nhận lại rằng trong nhiều năm liền thì người ngoài đường không nhặt của rơi, cửa ngoài đêm không cần đóng, được mùa liên tiếp và trong cõi tạm yên. Cái cảnh thịnh trị này của nhà Mạc tuy là rất là ngắn ngủi thôi nhưng mà lại được đánh giá là hưng thịnh hơn so với lại các vị vua đầu tiên của triều Hậu Lê, tức là thời của vua Lê Thái Tổ và vua Lê Thái Tông đấy ạ. Vâng, còn vị vua thứ ba tiếp nối sự nghiệp của nhà Mạc chính là cháu trai trưởng của người là Hiến Tông Mạc Phúc Hải. Vâng, vị vua thứ tư là Tuyên Tông Mạc Phúc Nguyên. Vị vua thứ năm cũng là vị vua cuối cùng là Mục Tông Mạc Mậu Hợp. Hai cái đầu hồ này là bên thời Quan Văn Quan Võ. Vâng, còn lại sáu cái bài vị này là sáu vị mà ở trên Cao Bằng ấy, thì là thời gian trị vì của các vị cũng khá là ngắn. Vâng, khi mà các anh quay thì có thể là các anh sẽ nhìn thấy là trên những cái biển đấy thì sẽ ghi là năm trị vì, lúc thì ghi là năm trị vì nhưng lúc thì ghi là năm mất. Bởi vì cái này thì thực ra để bọn em cũng những cái thông tin này thì cũng bọn em tìm hiểu đến bây giờ thì cũng không được chính xác, bởi vì ngày xưa thì năm mất năm sinh của các vị vua thì nó cũng không được chính xác lắm như bây giờ ấy. Thì là những cái thông tin bọn em ghi trên đây là được ghi lại từ thời xây dựng khu tưởng niệm đến bây giờ. Thế nên là nhiều khi là nhiều chỗ nó không được đồng đều thống nhất, có chỗ thì ghi là năm trị vì, có chỗ thì ghi là năm sinh năm mất, là do là cái thông tin mà bọn em được tiếp nhận là cũng được còn hạn chế. Vâng, bởi vì tài liệu sử sách liên quan đến nhà Mạc thì hiếm lắm anh ạ. Vâng. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, xã hội phong kiến Việt Nam sang đầu thế kỷ thứ 16 đã bắt đầu suy thoái. Sự suy thoái cuối Lê, kể từ vua Lê Uy Mục trở đi, khoảng năm 1505, mang đặc trưng thời đại mà phương Tây đã bước sang vào thời kỳ phục hưng. Nếu như vào đầu thế kỷ thứ 15, chế độ phong kiến tập quyền nhà Lê phát triển đến giai đoạn thịnh đạt nhất, thì sang đầu thế kỷ thứ 16 lại là giai đoạn suy thoái không tài nào cứu vãn nổi. Dĩ nhiên là có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu vẫn là mâu thuẫn giai cấp sâu sắc, là thiết chế và chế độ quân chủ tập trung đã đạt tới mức chuyên chế, độc đoán, đặc biệt đó là một cuộc khủng hoảng cung đình sâu sắc, lâu dài đã diễn ra. Từ vua Lê Uy Mục trở đi, cơ nghiệp nhà Lê mỗi ngày một suy dần. Không có vua nào làm được nhân chính, lại thường say đắm tiểu sắc, làm những điều tàn ác,
gây thành sự giặc giã, thoán đoạt. Khủng hoảng cung đình diễn ra với một hình thái chưa từng có là 5 vị vua bị giết, đó là Uy Mục, Tương Dực, Quang Trị, Triều Tông, Cung Hoàng. 2 vụ tiếm ngôi xưng vương, đó là Trần Cao tiếm hiệu xưng vương, Lê Do được Trịnh Tuy, Nguyễn Sư lập lên làm vua. Nhiều phe phái tiêu diệt lẫn nhau, khiến sức lực suy tàn, nhân tài cạn kiệt, quần chúng cực khổ. Trong lịch sử dân tộc cũng nhiều lần xảy ra khủng hoảng cung đình, như khủng hoảng cuối Triều Tiền Lê sang Lý, khủng hoảng cuối Lý sang Trần, hay như loạn Ba Vương thời Lý, việc tiếm ngôi của Dương Nhật Lễ cuối thời Trần. Nhưng chưa bao giờ khủng hoảng lại diễn ra lâu dài và trầm trọng như lần này. Lịch sử đang cần có một nhân vật đứng ra giải quyết khủng hoảng để yên dân, dựng nước. Lịch sử chọn Mạc Đăng Dung. Mạc Đăng Dung là cháu 7 đời của Mạc Đĩnh Chi. Ngày trước vốn ở làng Đông Cao, huyện Bình Hà, tỉnh Hải Dương, sau rời sang làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương, tỉnh Kiến An, nay là xã Ngũ Đoàn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 120 km. Mạc Đăng Dung thuở trẻ nhà nghèo, làm nghề đánh cá, nhưng có sức khỏe phi thường, thì đỗ đô lực sĩ, làm đô chỉ huy sứ Triều Lê Uy Mục, đến Triều Tương Dực, được phong Vũ Xuyên Bá, sau vua Triều Tông lại phong Vũ Xuyên Hầu. Vào năm 1527, Mạc Đăng Dung lên ngôi, ông làm vua được 3 năm rồi truyền ngôi cho con là Mạc Đăng Doanh, lui về Cổ Trai làm Thái Thượng Hoàng. Nhà Mạc truyền ngôi được 5 đời, khoảng 65 năm. Mạc Đăng Dung bằng chính con đường binh nghiệp và tài năng đã khẳng định công lao của ông và góp phần quan trọng trong việc ổn định xã hội Đại Việt cuối thời Lê Sơ. Để ổn định xã hội và giải quyết những bất ổn còn tồn tại trong xã hội, sau khi lên nắm quyền nhà Mạc, tuân theo những pháp độ Triều Lê, Mạc Đăng Dung đã cho soạn 59 điều cáo ban hành, củng cố quân đội, duy trì bộ máy thống trị của nhà Lê, bổ sung binh chế, điền chế, v.v. nhằm ổn định đời sống nhân dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế nên đời sống nhân dân được đảm bảo, xã hội ổn định. Tác giả Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Lê Quý Đôn cũng đã ghi nhận: Mạc có lệnh cấm các sứ trong ngoài, người ta không được cầm giáo mác và binh khí hoành hành ở đường xá, ai trái thì cho pháp tỉ bắt. Từ đó những người đi buôn bán chỉ đi tay không, không phải đem theo khí giới tự vệ. Trong khoảng mấy năm, trộm cắp biệt tâm, súc vật chăn nuôi tối đến không phải dồn vào chuồng, cứ mỗi tháng một lần kiểm điểm thôi. Mấy năm liền được mùa, nhân dân bốn chấn đều được yên ổn. Tác giả Đại Việt Sử Ký Toàn Thư còn ghi thêm hiện tượng: đường xá không nhặt của rơi, cổng ngoài không cần đóng. Kính thưa tất cả các anh các chị, nơi mà đoàn đang đứng đây chính được gọi là gian cung cấm hay còn gọi là gian hậu cung của khu vực nhà chính điện ạ. Trong này là thờ linh vị thần tượng của 5 vị tiên đế nhà Mạc trị vì trên Thăng Long. Giai đoạn đầu tiên từ năm 1527 và kết thúc vào năm 1592, ngự tại chính giữa là tượng của Thái Tổ Mạc Đăng Dung, là vị vua đầu tiên khai sáng lên vương triều nhà Mạc ạ. Vị vua thứ hai của nhà Mạc là Thái Tông Mạc Đăng Doanh thì được thờ bên tay phải, liền kề so với tượng của Thái Tổ Mạc Đăng Dung. Vâng, đấy. Các anh chị, sau khi mà em giới thiệu xong thì có thể lần lượt lễ từng vị vua một trong đây. Còn vị vua thứ ba của nhà Mạc là cháu trai trưởng của người là Hiến Tông Mạc Phúc Hải thì được thờ bên tay trái liền kề so với tượng của Thái Tổ đấy ạ. Vị vua thứ tư trong cùng ở bên kia được gọi là vị vua thứ tư là Tuyên Tông Mạc Phúc Nguyên. Vâng, còn vị vua cuối cùng là Mộc Tông Mạc Mậu Hợp thì được thờ phía cuối trong cùng bên kia. Có nghĩa là cách sắp xếp thờ thì nó sẽ là xen kẽ nhau. Dạ vâng. Tất cả 5 pho tượng này thì đều được tạc bằng gỗ mít lõi và bên ngoài thì có rát một chút vàng ở bên ngoài. Dạ vâng. Và đặc biệt nhất là trong gian cung cấm này, ngoài thờ tượng của 5 vị tiên đế nhà Mạc còn thờ thanh đao của Thái Tổ Mạc Đăng Dung. Và đây được đánh giá là một trong 2 báu vật của châu Á còn được lưu thờ cho đến ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, mời các anh các chị là chúng ta tiến dịch lên trên đây để tham quan ạ. Thanh đao của Thái Tổ Mạc Đăng Dung thì được đặt trong tủ kính thờ dưới chân tượng của người ạ. Nguyên bản khi xưa là thanh đao nặng 32 cân, dài 2m55 ạ. Riêng phần lưỡi đao là dài 0,95m, còn phần cán đao là dài 1,6m. Đây được coi là cái vũ khí liền thân của Thái Tổ khi người còn giữ chức quan võ dưới triều vua Lê lúc bấy giờ.
Sau năm 1592 khi nhà Mạc bị thất thủ thì cháu của Thái Tổ Mạc Đăng Dung chính là thân vương Mạc Đăng Thận đã mang thanh long đao lầy xuôi về vùng đất Kiên Lao, nay là Nam Định. Đến đây thì thay tên đổi họ từ họ Mạc và chuyển sang họ Phạm. Và chi thứ hai là chi đã thờ thanh đao này tại từ đường của dòng họ Phạm gốc Mạc ở Xuân Trường, Nam Định. Và để bảo quản lưu truyền thanh đao cho đến ngày hôm nay thì đã trải qua rất là nhiều điều khó khăn. Trong đó thì thanh đao thì đã có một thời gian bị lưu lạc chôn dưới lòng đất hơn 100 năm. Dạ vâng, do con cháu của dòng họ Phạm gốc Mạc đã chôn đi để bởi vì lúc đấy là mọi người sợ là bị rơi vào tay người ngoài là sẽ bị thất truyền đi đấy ạ. Khi mà tìm lại được thanh long đao này là vào lúc mà từ đường họ Phạm gốc Mạc tiến hành sửa sang lại từ đường, xây dựng lại từ đường thì đã đào lại tìm lại được thanh đao lên. Và khi tìm lại được thì đã mời nhà sử học Lê Xuân Quang về tiến hành giám định lại. Các anh các chị nhìn thấy là ở phần lưỡi đao ấy đã bị mẻ, là do có một thời gian bị chôn dưới lòng đất là sẽ tiếp xúc với không khí dẫn đến là oxy hóa. Dạ vâng, thế khi mà tìm lại được thì đã mời nhà sử học Lê Xuân Quang và gõ những cái phần rỉ sét là lưỡi đao đi. Bây giờ cân lại là thanh đao chỉ nặng 25,6 cân thôi ạ, so với nguyên bản khi xưa là nặng 32 cân. Và vào cuối năm 2010, khi mà khánh thành khu tưởng niệm Vương Triều Mạc thì thanh định nam đao của Thái Tổ thì đã được rước từ Nam Định về thờ tại di tích, làm linh khí cho di tích khu tưởng niệm Vương Triều Mạc. Và cũng rất là vinh dự, vào ngày 15 tháng 1 năm 2020 thì thanh đao của Thái Tổ được công nhận đây là bảo vật của quốc gia. Cùng với lại hai bảo vật quốc gia khác của huyện Kiến Thụy nhưng mà cũng liên quan đến nhà Mạc, đó chính là tượng của Thái Tổ Mạc Đăng Dung và thứ hai là bức phù điêu chạm khắc chân dung vợ của người là Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn. Hiện nay hai bảo vật quốc gia này được thờ tại di tích chùa Trà Phương, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy. Còn thanh đao của Thái Tổ Mạc Đăng Dung thì được thờ tại di tích khu tưởng niệm Vương Triều Mạc, làm linh khí cho nơi đây và đây là một niềm rất là vinh dự, rất là tự hào của tất cả mọi người tại thành phố Hải Phòng nói chung và đặc biệt nhất là tại huyện Kiến Thụy này. Huyện Kiến Thụy cũng được coi là nơi phát đế, là nơi sinh ra và lớn lên của Thái Tổ Mạc Đăng Dung tại đây, vị vua đầu tiên của Vương Triều nhà Mạc và cũng là vị vua gọi là chịu rất là nhiều tiếng oan trong lịch sử tại thời điểm lúc bấy giờ. Dạ, vâng ạ. Đến với khu tưởng niệm của vua nhà Mạc, mọi người không chỉ choáng ngợp trước vẻ đẹp cổ kính nơi Thái Miếu thâm nghiêm mà còn được chiêm bái thành đại long đao trên 500 năm tuổi của Thái Tổ Mạc Đăng Dung. Theo ghi chép của nhà cố sử học Lê Xuân Quang, người Nam Trực, Nam Định, thì đại long đao này đúng là của Mạc Đăng Dung. Ông cũng là người đầu tiên tiến hành cân đo, đong đếm rất tỉ mỉ thanh long đao này. Theo đó, thanh long đao của Mạc Thái Tổ dài 2,55m, nặng 25,6kg sau khi đã gõ hết hàn rỉ. Theo phán đoán, nếu chưa hàn rỉ, thanh long đao có thể nặng tới 30kg, trong đó lưỡi long đao dài 0,95m, cán dài 1,6m. Cán đao được làm bằng sắt rỗng, được chốt chặt với lưỡi đao bằng con cá chốt bằng đồng thau. Thanh long đao vô giá như vậy nhưng ít ai biết rằng, để còn đến ngày hôm nay, thanh long đao đã trải qua một cuộc lưu lạc trầm luân trong mấy trăm năm qua, cùng với sự thăng trầm của nhà Mạc. Sau khi Mạc Thái Tổ băng hà, thanh long đao được thờ tại Thái Miếu ở Dương Kinh gần Điện Hưng Quốc, sau lại được đem về thờ ở Sơn Lăng, Cổ Trài, Kiến Thụy Hải Phòng ngày nay. Vào năm 1592, nhà Mạc thất thủ ở Thăng Long. Lúc ấy, thân vương Mạc Đăng Thận là người coi giữ Sơn Lăng ở Cổ Trài. Trước ngày Trịnh Tùng đem quân phá hủy cung điện ở đây, Mạc Đăng Thận đã cho hóa trang phần mộ tổ tiên, họ tộc rồi đem 500 quân bảo bộ ra vùng Đồ Sơn ẩn náu, nghe ngóng tình hình. Khi nhận được tin Thăng Long thất thủ, thần vương cho rằng đại cục không cứu vãn được, đành tìm kế đưa thân nhân và thuộc hạ mai danh ẩn tích. Ông già làm lái buôn mang theo thành đại long đao của Thái Tổ Mạc Đăng Dung, dong thuyền xuôi về phía nam, về đất Kiên Lao, nay là Xuân Trường, Nam Định định cư. Tuân theo mật ước của gia tộc, khử túc bất khử thủ, tức bỏ chân chứ không bỏ đầu. Mạc Đăng Thận đổi họ thành họ Phạm, giữ bộ thảo đầu của chữ Mạc để con cháu các đời sau ghi nhớ nguồn cội, có tín hiệu để nhận nhau. Trải qua bốn đời ở đất Kiên Lào, dòng họ Phạm gốc Mạc có sự phân chi. Thành đại long đao về làng Ngọc Tỉnh đến nay tròn 418 năm. Để bảo vệ quốc bảo này của tổ tiên, dòng họ Phạm gốc Mạc đã trải qua biết bao thăng trầm. Theo gia phả của dòng họ, thời vua Lê Dụ Tông, hai người con trai của Phạm Công Úc là ông Phạm Công Dục và Phạm Công Dắt lên kinh đô thi võ.
hai ông đã xin vua cha cho phép làm lễ trước thanh đao của Mạc Thái Tổ, cầu xin anh linh tiên đế và linh khí bảo đao phù trợ. Khoa thì ấy, cả hai ông đều đỗ quan võ, được triều đình tuyển dụng từ bấy. Linh ứng bảo đao của Mạc Thái Tổ độ trì cho con cháu hậu duệ nhiều đời sau Đỗ Đạt. Triều vua Minh Mệnh vào năm 1821, Phan Bá Vành khởi binh, chống lại triều đình, muốn dùng long đao của Mạc Thái Tổ làm linh khí trên chiến địa. Họ Phạm ở Ngọc Tỉnh đã kịp thời chôn giấu long đao, không để mất long đao của tiên đế. Nhiều năm trôi qua, dấu tích nơi chôn giấu không còn, long đao bị thất lạc. Theo truyền thuyết, thời đó gò đất phía nam từ đường họ Phạm là Ngọc Tỉnh bỗng nhiên phát hỏa, lửa tự nhiên bốc cháy, phút chốc lại tắt. Nhiều lần lửa bốc lên, cháy cả vào rơm rạ của dân làng. Vì thế, dân trong vùng gọi gò đất này là gò con hỏa. Vào năm 1938, họ Phạm làng Ngọc Tỉnh tiến hành trùng tu từ đường Đào Hồ Bán Nguyệt đã tìm thấy đại long đao dưới lòng đất sau hơn 100 năm thất lạc. Lúc này, đại long đao đã bị rỉ sắt ăn mòn như hiện trạng bây giờ. Họ Phạm đã rước về từ đường thờ phụng bảo quản. Theo lời đồn, kể từ khi tìm lại được long đao, gò con hỏa không còn phát hỏa nữa. Ngày 15 tháng 8 âm lịch năm 2010, thành Long Đao đã được rước về thờ tại khu tưởng niệm Vương Triều Mạc, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Các triều đại phong kiến của Việt Nam ngày xưa ấy, thì là thường là cha truyền con nối. Ví dụ như anh làm vua thì con anh sẽ được làm vua. Đấy, nhưng mà riêng sự chuyển giao giữa các vị vua cuối nhà Hậu Lê đến sang nhà Mạc, mọi người thường có một cái tư tưởng đó là quân thần thì là phải trung hiếu với vua. Nhưng mà Thái Tổ Mạc Đăng Dung thì xuất thân là chỉ là một quan võ, tức là một quân thần. Nhưng mà lại trong quá trình đất nước ta lúc đấy bây giờ là loạn lạc, lúc đầu là Thái Tổ Mạc Đăng Dung cũng rất là có như là tận tâm tận sức giúp đỡ vua Lê Cung Hoàng, giúp vua Lê Cung Hoàng dẹp yên các phe phái nổi dậy ở trong nước. Ví dụ như là dẹp yên Nguyễn Kính hay là Nguyễn Siêu hay là những cái vụ tiếm ngôi đấy anh ạ. Vâng, sau đó thì là đến khi mà vua Lê Cung Hoàng lên thì vua Lê Cung Hoàng cảm thấy là triều Hậu Lê thì đã đến ngày gọi là đến ngày tàn rồi, cần phải có một người gọi là đứng lên thay nhà vua. Thứ nhất là dẹp loạn, thứ hai là yên lòng dân. Thế nên là khi mà người ban cái chiếu nhường ngôi cho Thái Tổ Mạc Đăng Dung, thì thực ra thì trong sử sách thì anh em mình bây giờ thì cũng không sống tại thời điểm lúc bấy giờ, mình cũng chỉ đọc lại các tài liệu, mà tài liệu liên quan đến nhà Mạc thì rất là ít. Ngày xưa các tài liệu mà được đọc, được nghiên cứu ấy, thì chỉ là viết là Thái Tổ Mạc Đăng Dung là ép vua để viết cái chiếu nhường ngôi cho mình. Nhưng mà qua nhiều bài nghiên cứu về sau này thì thực ra thì lại tình tiết đấy thì lại thì thực sự là không hợp lý lắm. Bởi vì như các triều đại khác trước ấy, ví dụ như là triều đại của triều Lý là vị vua Lý Chiêu Hoàng là vị vua cuối cùng cũng chuyển giao cho chồng là Trần Cảnh, thì cũng qua một hình thức đó là liên hôn. Nhưng mà riêng dưới triều nhà Mạc thì lại có rất nhiều ý kiến trái chiều, bởi vì các vị vua đầu triều Lê, ví dụ như là vua Lê Lợi là người đã giúp cho nhân dân ta chống giặc Minh sau bao nhiêu năm là bị giặc Minh đô hộ. Thế nên là nhân dân lúc bấy giờ là cảm trọng cái ơn của nhà Hậu Lê rất là nhiều, rất là lớn. Thế nên mà khi mà một vị quân thần, tức là Thái Tổ Mạc Đăng Dung mà lại lên làm vua, thì theo quan điểm của ngày xưa như vậy gọi là nghịch tử, gọi là loạn thần ấy, loạn thần tặc tử ấy, đấy thì mọi người thì là không công nhận những cái việc đấy. Và những cái việc mà Thái Tổ Mạc Đăng Dung đã làm, ví dụ như là trong, không chỉ Thái Tổ Mạc Đăng Dung đâu mà là các vị vua sau này đấy, rất nhiều những cái công trạng, những cái thành tựu mà nhà Mạc đã đạt được thì toàn bộ là đều bị các sử gia nhà Lê là hoàn toàn là phủi sạch ấy, không có ghi chép lại nhiều. Hầu như là lịch sử mà để lại cho hậu thế sau này là toàn là những điều tốt, đúng không ạ? Toàn những điều tốt, toàn là những công trạng, toàn là những việc mà các vị vua đương triều đã làm được cho nhân dân, đã làm được cho đất nước. Còn lại tất cả những việc xấu của nhà vua là thường là bị ém đi, là không được công bố rộng rãi cho hậu thế sau này. Thế nên là thực ra là lịch sử viết lại ngày xưa là lịch sử của những người chiến thắng, chứ không ghi lại theo một cái gọi là khách quan nhất, công bằng nhất, công tâm nhất. Có nghĩa là đã là lịch sử thì phải ghi là những mặt gì làm được, mặt gì không làm được. Nhưng hầu như là không, có nghĩa là các sử gia nhà Lê thì lại không công nhận những cái khi mà nhà Mạc lên ngôi. Mọi người không nghĩ rằng đây là một việc làm cần thiết của lịch sử, mà mọi người chỉ nghĩ rằng là Thái Tổ Mạc Đăng Dung là tiếm ngôi,
tiếm ngôi có nghĩa là giết vua, có nghĩa là xưng vương, tự mình lên làm vua. Thì như vậy thì là mọi người là không công nhận cái việc như thế. Thế nên là mới nói là Thái Tổ Mạc Đăng Dung là chịu tiếng oan. Cùng với đó là cũng là liên quan đến cái vấn đề chính sách ngoại giao với lại bên nhà Minh. Thái Tổ Mạc Đăng Dung dẫn quần thần lên trên biên giới ấy, đó là đi nghị sự. Nhưng mà ngày xưa thì mọi người hay có câu là đi cầu hòa. Nhưng mà ngày xưa cái hành động đấy của Thái Tổ Mạc Đăng Dung thì lại bị các sử gia nhà Nên nói rằng làm như vậy là làm nhục đến đất nước. Vâng, nhưng mà sau nhiều năm gần đây thì những cái hành động, những cái việc làm của Thái Tổ Mạc Đăng Dung được nghiên cứu lại thì mọi người đánh giá đây là một chính sách ngoại giao rất là mềm dẻo và rất là khôn khéo để giúp cho đất nước lúc bấy giờ là tránh cái cảnh lầm than. Bởi vì khi mà chiến tranh đã nổ ra thì chắc chắn là người khổ nhất, người chịu khổ nhất chính là nhân dân. Bởi vì nhân dân là lúc bấy giờ là đã trải qua rất nhiều năm của các vị vua cuối triều Lê, là lúc bấy giờ là tình hình đất nước là rất là khó khăn rồi. Đã nội chiến như vậy rồi mà bây giờ lại giặc ngoại xâm nữa thì thực sự là không thể gồng gánh nổi. Một vài cái số chi tiết là Thái Tổ Mạc Đăng Dung thứ nhất là cắt đất của đất nước mình cho sang nước khác. Nhưng mà thực ra là không phải như vậy anh nhá. Trước khi Thái Tổ Mạc Đăng Dung lên ngôi thì cái vùng biên Thùy đấy anh nhá là do hai ty trưởng của bên nhà Tống. Nhà Tống trước xong đến nhà Minh. Sau đó họ chạy sang nước mình, nhập tịch vào đất nước mình. Khi mà Thái Tổ Mạc Đăng Dung lên ngôi, nhà Thái Tổ đã nghiên cứu, đã xem xét lại là cái vùng đất đấy chính xác là không phải của nước mình. Đất mà Thái Tổ Mạc Đăng Dung cắt lại cho nhà Minh đấy thực chất là đất của nhà Minh từ ngày xưa của các ty trưởng ấy đã di dời sang nước ta, cắt trả lại, chứ không phải là đất của nhà mình trước đấy. Kế thừa truyền thống các triều đại trước, sau khi lên ngôi, nhà Mạc đã thực hiện trách nhiệm của một nước nhỏ thuần phục đối với Thiên Triều Trung Hoa. Nhà Mạc đã thi hành những chính sách ngoại giao mềm dẻo, khôn khéo, linh hoạt. Nhà Mạc đã đặt quan hệ tốt với các sứ thần nhà Minh, đáp ứng những yêu cầu của nhà Minh trên cơ sở giữ vững chủ quyền dân tộc, song đồng thời cũng ra sức chuẩn bị tiềm lực để đối phó với kẻ thù trong tình huống xấu nhất. Riêng việc cắt đất dâng cho nhà Minh thì lịch sử vẫn còn để lại rất nhiều nghi vấn việc xin hàng này. Minh Sử quyển 32 có chép nhưng không hề chép việc cắt đất mà chỉ chép vào năm Gia Tĩnh 20, tức khoảng năm 1541. Mao Bá Ôn về triều, tâu Mạc Đăng Dung đã trả lại đất bốn động đã xâm chiếm, xin nội phụ xưng thần. Thần Siêu trong Phương Đình Dư Địa Chí, Mục Quảng Yên có viết, Mạc Đăng Dung nộp hai châu Như Tích, Chiêm Lãng cho nhà Minh, thuộc vào Khâm Châu, vân vân. Đời sau, lấy việc cắt đất bắt tội nhà Mạc. Này xét, dẫn đủ các sách nói, Như Tích, Chiêm Lãng, Từ Lãm, Cổ Sâm, Liễu Cát, Thời La, vân vân. Bảy động, đầu nhà Tống đều đặt động trưởng, niên hiệu Hồng Vũ, tức khoảng năm 1368 tới năm 1400. Các động Từ Lãm, Thời La, Cổ Sâm cắt cho phụ vào giao chỉ. Năm thứ 19, Gia Tĩnh, khoảng năm 1540, Mạc Đăng Dung trả lại đất bốn động cho nhà Minh. Năm thứ 21, Gia Tĩnh, tức khoảng năm 1451, Chi Châu Lâm Hy Nguyên của nhà Minh, hoạch định cương giới, chỉ còn có Chiêm Lãng, Thời La mà thôi. Nhà Mạc trả lại cho nhà Minh là trả lại đất lấn, không phải cắt đất để đút lót. Thần Siêu đã soi tỏ vấn đề lịch sử để soi tỏ sự vô tội của nhà Mạc. Cố giáo sư Trần Quốc Vượng cho rằng sử nhà Minh chép hệt như Thần Siêu. Quan cát địa sứ của nhà Minh đi hoạch định cương giới vào năm 1541 thì chỉ có đất hai châu mà đã là của nhà Minh rồi, còn lại đều là tên đất khống. Đấy chẳng qua là đường lối thần phục giả vờ của mọi triều đại Việt Nam. Sau khi thất thế, nhà Mạc tiếp tục dựa vào ảnh hưởng của nhà Minh để tồn tại ở Cao Bằng, nhưng tuyệt nhiên không mượn quân nhà Minh. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đại thần Mạc Ngọc Liễn trước khi mất đã dặn lại vua tôi nhà Mạc rằng: "Này khí vận nhà Mạc đã hết, họ Lê lại phục hưng. Dân ta là dân vô tội, mà để phải mắc nạn binh đao, sao lại nỡ thế? Nếu thấy quân họ đến thì ta nên tránh, chớ có đánh nhau, nên cẩn thận mà giữ là hơn. Lại chớ nên mời người Minh vào trong nước ta, mà để dân ta phải lầm than đau khổ, đó cũng là tội lớn không gì nặng bằng." Các đời sau họ Mạc đã làm đúng như Mạc Ngọc Liễn dặn lại, thua trận phải rời khỏi ngôi cai trị, nhưng không cố giành giật lại bằng mọi giá.
Thưa các anh chị thì nhà Mạc là gắn liền với cái việc là canh tân đất nước trong vòng 65 năm ấy, liên quan đến cái việc là thứ nhất là về giáo dục thì nhà Mạc đã tổ chức được 22 kỳ thi, trong đó là chọn ra được 11 trạng nguyên và 485 tiến sĩ, và nổi tiếng các cái trạng nguyên thời Mạc ấy, thì có trạng trình Nguyễn Bình Khiêm. Trạng trình là đỗ trạng nguyên vào năm 1535 dưới thời vua Mạc Đăng Doanh, và đây cũng là một trong những vị trạng nguyên nổi tiếng của dân tộc Việt Nam. Và bên cạnh đó thì liên quan thứ hai nữa là về cái an ninh chính trị của thời Mạc ấy, thì được đánh giá đấy, cổng ngoài không phải đóng, và trong quái tạm yên và trâu bò thì có chăn thả thì cũng không phải kiểm đếm, có nghĩa là tình hình an ninh chính trị nó rất ổn định. Đấy là về cái chính trị. Thế còn về cái kinh tế, ngoại giao, ngoại thương ấy, thì thời Mạc, thời bây giờ thì phát triển nhất là về cái gốm sứ, và tiêu biểu đó là dòng gốm Chu Đậu. Canh tân thời bây giờ đó là tất cả các sản phẩm gốm sứ bây giờ đấy, thì khi mà xuất xưởng hoặc là để là giao thương buôn bán với các nước ở trong khu vực cũng như thế giới ấy, thì tất cả các sản phẩm gốm thời Mạc thì đều có là ký tên. Đấy là một trong những cái điểm mới ấn định cái sản phẩm ấy là của mình. Và bên cạnh cái việc mà liên quan đến văn hóa giáo dục thì có một cái điểm nữa cũng rất là nổi bật thời Mạc, đó là những cái năm đấy thì là Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn ấy thì cũng đã vận động các cái quan quân triều đình ấy là vừa là cung tiến vừa công đức, và vừa xây dựng trùng tu các đền chùa miếu mạo ở trong khu vực Dương Kinh và các cái tỉnh lân cận ấy. Thì đặc biệt là trong thời gian đấy thì bà có dựng một cái hịch gọi là hịch Minh Thệ đấy, mà đã được công nhận là bà là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2017 đấy. Là cái nội dung của cái hịch Minh Thệ thì là hiện tại bây giờ là đầu năm là từ ngày 14 cho đến ngày 16 tháng Giêng hàng năm ấy, thì hịch Minh Thệ thì đền chùa Liễu Xá Thuận Thiên ấy tổ chức cái lễ hội Minh Thệ đấy. Thì cái nội dung của cái hịch Minh Thệ là cũng cơ bản là trong cái ý là nếu mà lấy của công làm việc công thì thần linh ủng hộ, và nếu mà lấy của công mà làm việc tư thì thần linh đà tử, y như là cái văn thệ đấy. Thế cho nên là cái lời văn cũng như là cái lời hịch ấy, thì cũng rất là phù hợp trong cái giai đoạn hiện nay đối với cái việc là phòng chống tham nhũng. Thì đấy là một trong những cái điểm nổi bật cũng như là những cái nét chấm phá, nét sáng của thời Mạc đối với là cái công cuộc xây dựng đất nước. Thì đấy là một trong những cái điểm mà cũng là được đánh giá là thời Mạc là có nhiều cái canh tân đối với việc phát triển đất nước. Và để gọi là tri ân những cái công đức công lao của Vương triều Mạc ấy, thì năm 2020 ấy, thì thanh đao của Thái Tổ đã được nhà nước công nhận là bảo vật quốc gia, và cùng với đó là hai cái bảo vật khác của Kiến Thụy đã được nhà nước công nhận, đó là tượng Thái Tổ Mạc Đăng Dung và bức phù điêu Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn, hiện tại đang lưu thờ cũng như là đang tại chùa Trà Phương ấy, là được công nhận là bảo vật quốc gia. Và hiện tại bây giờ là Kiến Thụy là có 3 bảo vật quốc gia, và cũng là rất là vui mừng trong cái việc là tất cả 3 bảo vật đấy là đều là liên quan gắn liền với là nhà Mạc tại Kiến Thụy. Trong 65 năm trị vì ấy, thì nhà Mạc đã có rất nhiều những thành tựu đóng góp cho sự phát triển của đất nước ta lúc bấy giờ, đặc biệt nhất chính là về hai mặt, đó là kinh tế và về văn hóa giáo dục. Đầu tiên là về kinh tế thì là khác với các triều đại phong kiến trước kia. Ngày xưa các triều đại phong kiến là thường có tư tưởng là trọng nông nhưng mà ức thương, có nghĩa là chỉ muốn đóng cửa trong nước thôi, tự sản xuất, tự trao đổi hàng hóa với nhau. Nhưng mà riêng dưới triều nhà Mạc lại hoàn toàn chú trọng đến giao thương và chú trọng đến các cái ngành nghề tiểu thủ công nghiệp lúc bấy giờ. Và cái minh chứng cụ thể nhất, rõ ràng nhất cho việc chú trọng đến giao thương chính là việc người đã cho xây dựng ở đây, cho xây dựng nên Dương Kinh. Có hai lý do tại vị trí này cho xây dựng nên Dương Kinh. Thứ nhất, đây được đánh giá là nơi sinh ra và lớn lên của Thái Tổ. Và cái lý do thứ hai rất là quan trọng, đó chính là cái vị trí này có một cái vị thế rất đẹp, đó chính là giáp biển. Dạ vâng, do là giáp biển như vậy nên là tại thời điểm lúc bấy giờ khi mà nhà Mạc cai quản đất nước ta thì cái hình thức giao thương nổi tiếng nhất, chủ yếu nhất lúc bấy giờ đó chính là giao thương bằng đường biển. Sản phẩm giao thương nổi tiếng nhất đó chính là sản phẩm gốm Hoa Lam, hay còn gọi là gốm Men Dạn, của làng sản xuất Bát Tràng và Chu Đậu ngày nay. Tại thời điểm của nhà Mạc, cái nghề gốm thì rất là phát triển. Thì ở cửa biển Hội An ấy, có trục vớt một con tàu buôn của người Nhật. Thì ở dưới con tàu buôn ấy thì là tìm được rất nhiều các sản phẩm gốm mà mọi người đã tìm ra được niên đại của nó, đấy chính là niên đại dưới triều nhà Mạc.
gốm nổi tiếng lúc bấy giờ là gốm Hoa Lam hay còn gọi là gốm Men Dạn của làng sản xuất Bát Tràng và Chu Đậu ngày nay. Và có một điểm rất là vinh dự nữa anh ạ, đó chính là hiện nay là tại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Bỉ là có lưu giữ rất nhiều gốm sứ các triều đại phong kiến Việt Nam, nhưng mà tiêu biểu nhất, đặc biệt nhất là có 5 bộ chân đèn là được có xác định là của niên đại dưới triều nhà Mạc. Đó chính là cái mặt phát triển rực rỡ của nhà Mạc về mặt kinh tế. Vì kinh tế phát triển như vậy nên là lúc bấy giờ thì ngoài đô thị Dương Kinh, đô thị cảng ngày ra còn có rất nhiều các chợ, lại các hải cảng phát triển rất là sầm uất. Bây giờ thì mọi người đánh giá cao cái tư tưởng đấy của Thái Tổ Mạc Đăng Dung, nhưng ngày xưa thì lại cái tư tưởng đấy thì lại không được đánh giá cao và không được trọng dụng. Và cái mặt thứ hai mà nhà Mạc đã phát triển rất là hưng thịnh nữa, đó chính là về văn hóa giáo dục. Ngày xưa thì việc đi học thì chỉ dành cho con nhà quan lại, con nhà giàu thì mới được đi học, nhưng mà riêng dưới triều nhà Mạc thì lại hoàn toàn khác, phổ cập giáo dục đến mọi tầng lớp nhân dân. Tại sao lại nói là phổ cập giáo dục? Thì trong sách Đại Việt Lịch Sử Ký Toàn Thư có ghi những cái dòng, những cái chữ, những cái câu rất là ngắn gọn thôi, đó chính là Mạc thị sùng nho, tức là nhà Mạc rất là tôn trọng cái việc dạy học. Và đặc biệt nhất là nhà Mạc lúc bấy giờ là cái việc học hành thi cử là không phân biệt đẳng cấp, tự do trong thi tuyển. Có nghĩa là bất kỳ ai có cái lòng ham học hỏi đều được ra thi tuyển, và khi mà đã thi tuyển đã được đỗ đạt thì đều được nhà Mạc trọng dụng. Và cứ đều đặn 3 năm sẽ cho tổ chức một kỳ thi. Dù là nội chiến có xảy ra thì nhà Mạc vẫn cứ đều đặn giữ cái nếp như vậy, 3 năm tổ chức một kỳ thi, và lấy đỗ là đã tổ chức được hơn 22 khoa thi, lấy đỗ 485 vị tiến sĩ, trong đó có 11 vị là trạng nguyên. Tiêu biểu nhất chắc là anh cũng biết là có danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm là thi tuyển dưới triều vua Mạc Đăng Doanh. Lúc này là cụ Trạng Trình là đã ngoài 40 tuổi rồi. Ngoài Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm ra còn có rất nhiều các trạng nguyên nổi tiếng khác, ví dụ như trạng nguyên Giáp Hải, trạng nguyên Nguyễn Thiến, trạng nguyên Phùng Khắc Khoan. Đấy chính là những cái nhân vật kiệt xuất tại thời điểm lúc bấy giờ đóng góp cho sự phát triển về văn hóa giáo dục của triều nhà Mạc. Và ngày nay thì để tưởng nhớ đến truyền thống hiếu học đó của nhà Mạc thì hàng năm cứ vào 3 ngày, mùng 6, mùng 7 và mùng 8 Tết là tại chính khu tưởng niệm Vương Triều Mạc sẽ tổ chức lễ hội có tên là lễ hội Khai Bút. Khai Bút có ý nghĩa là đề cao sự học và những nét chữ đầu năm mới như lời ước nguyện của người viết về một năm học hành thành công hơn, rạng danh hơn trên con đường công danh sự nghiệp. Bước vào sân từ dưới lên thì các anh có thể nhìn thấy chiếc bút, chiếc nghiên, thỏi mực và có hình ảnh ông Nghê cõng cuộn giấy đó. Đây được gọi là bộ văn phòng tứ bảo. Vâng, thì là cái bộ văn phòng tứ bảo này được làm bằng đá xanh. Cái bộ văn phòng tứ bảo này cùng với lại bên trong này thì có một chiếc bút rất là lớn được đặt trong cái tủ kính kìa, thì để phục vụ cho lễ rước bút của lễ hội khai bút tại khu tưởng niệm Vương Triều Mạc đây. Thì cái lễ hội này được tổ chức ra thì nhằm hai mục đích thôi ạ. Thứ nhất là để tưởng nhớ tri ân lại những cái công ơn của Thái Tổ Mạc Đăng Dung cũng như là các tiên vương tiên đế Vương Triều Mạc. Bởi vì khi mà Thái Tổ Mạc Đăng Dung lên ngôi sau khi 2 năm, tức là năm 1529 thì nhà Mạc đã mở khoa thi đầu tiên. Khoa thi đầu tiên năm đấy hình như là năm Kỷ Sửu. Khoa thi đầu tiên này thì lấy đỗ rất nhiều các sĩ tử của nhà Lê cũng tham gia thi tuyển và cũng được nhà Mạc trọng dụng. Có nghĩa là nhà Mạc khi mà nhà Mạc tiếp nối sự nghiệp của nhà Lê lên ngôi ấy, thì là nhà Mạc là không hoàn toàn xóa bỏ lại những cái mặt tốt mà nhà Lê đã đạt được. Tất cả những vị quan tốt của việc triều Lê nếu muốn phụng sự lại cho nhà Mạc hoàn toàn đều giữ lại và vẫn giữ những cái nếp giống như là của nhà Lê khi xưa. Có nghĩa là một năm hai mùa thì vẫn là về thăm Thái Miếu, vẫn là xây dựng trường học, vẫn giữ lại những cái nếp đấy, chứ không có cái chuyện là lên ngôi rồi thì đạp đổ phá bỏ hết tất cả những công trạng của triều đại trước, bởi vì phong kiến ngày xưa là thường là như vậy. Đấy là thờ cảnh hưng thịnh của nhà Mạc về mặt văn hóa giáo dục trong giai đoạn đầu tiên, tức là trong 65 năm ở trên Thăng Long. Và khi mà thời gian nhà Mạc di dời lên trên vùng Cao Bằng thì cũng giữ những cái nếp giống như ở Thăng Long, vẫn tổ chức các khoa thi đấy. Và đặc biệt nhất là khi mà nhà Mạc cát cứ ở trên Cao Bằng dưới thời vua Mạc Kính Cung là cũng mở một khoa thi và đã lấy đỗ một vị nữ tiến sĩ. Vị nữ tiến sĩ đầu tiên và duy nhất của nước ta lúc bấy giờ chính là bà Nguyễn Thị Duệ, quê người Hải Dương, mà nhân dân ta cứ có một gọi bà với một cái tên thân mật, đó chính là bà Chúa Sao Xa đấy. Vâng, bà Nguyễn Thị Duệ này thì lúc đầu là bà là phụ nữ, bà giả nam đi thi, nhưng mà khi mà nhà vua trong một
trong một bữa tiệc để thiết đãi những cái vị trạng nguyên gọi là tân khoa ấy, thì nhà vua đã phát hiện ra bà là nữ nhi nhưng mà lại không hề trách phạt bà, sau đó lại vẫn giữ lại bà để bà làm cái việc đó là dạy dỗ các cung nữ như vậy. Nhưng mà sau khi mà nhà Trịnh lên ngôi thì gặp bà cũng không bắt giết bà và cũng giữ lại bà và phong bà làm phi, bà gọi là Tinh Phi đấy, bà Tinh Phi hay còn gọi là bà chúa sao xa đấy. Thì lúc này thì bà đã bắt đầu là dạy học cho các công chúa. Vâng đấy, thì là mà bà tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ này thì cũng rất là nổi tiếng, cũng là đề tài làm nghiên cứu tiến sĩ của em, thấy hình như là của một hai người gì đấy cũng có những cái bài luận văn nghiên cứu tiến sĩ về bà Nguyễn Thị Duệ này. Đấy thì là cũng đây cũng là những cái thành tựu mà nhà Mạc đã đạt được, nhưng mà ngày xưa thì lại không được nhắc nhiều đến. Chỉ những năm gần đây khi mà mọi người nghiên cứu về những cái nhân vật kiệt xuất đấy, họ được vinh danh, họ được thi cử dưới triều nhà Mạc, thì lúc bấy giờ thì nhà Mạc mới tìm lại được những cái đánh giá khách quan nhất, những cái đánh giá gọi là công bằng nhất khi mà nói về nhà Mạc và nhắc về Thái Tổ Mạc Đăng Dung ạ. Em, cái khu tưởng niệm này đã được xếp hạng di tích gì chưa ạ? Bọn em thì được xếp hạng di tích cấp thành phố thôi anh ạ. Dạ vâng. Vâng. Thưa các anh các chị, thì về khu tưởng niệm các vua nhà Mạc ấy, thì hàng năm chúng tôi tổ chức rất là nhiều các cái hoạt động. Ví dụ như là đầu năm chúng tôi tổ chức lễ hội khai bút đầu xuân, và đến tháng 8 âm lịch ấy, thì chúng tôi tổ chức lễ kỷ niệm ngày mất của Thái Tổ Mạc Đăng Dung. Đây là vị vua mà khai sáng ra vương triều Mạc. Và đặc biệt là năm nay, năm 2023, thì chúng tôi sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 496 năm ngày Thái Tổ Đăng Quang, 15 tháng 6 năm Đinh Hợi 1527 và 15 tháng 6 năm Quý Mão 2023. Và dự kiến của chúng tôi sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 496 năm ngày Thái Tổ Đăng Quang là từ ngày 27 cho đến ngày 30 tháng 7 năm 2023. Còn âm lịch là tức là từ ngày 11 cho đến ngày 13 tháng 6 âm lịch. Thì trong cái lễ kỷ niệm 496 năm ngày Thái Tổ Đăng Quang ấy, thì tại khu tưởng niệm cấp vua nhà Mạc thì chúng tôi tổ chức một số các cái hoạt động mà để chào mừng cũng như là kỷ niệm cái ngày lễ trọng đại này. Đó là các cái hoạt động như là ngày hôm trước, ngày 11 tháng 6 thì chúng tôi tổ chức là dâng hương tại các cái di tích, các cái điểm mà liên quan đến nhà Mạc trên địa bàn huyện Kiến Thụy. Và buổi chiều hôm 11 tháng 6 âm ấy, thì chúng tôi tổ chức cái lễ cáo yết để báo cáo với các bậc tiên đế tiên vương vương triều Mạc về việc là mình tổ chức như huyện tổ chức cái lễ kỷ niệm này. Và cũng xin báo cáo với các anh các chị thì cái lễ kỷ niệm 496 năm ngày Thái Tổ Đăng Quang thì là đây là lễ hội cấp huyện, thì cũng là lần đầu tiên tổ chức ấy. Thì bên cạnh đó thì trong các cái ngày tổ chức lễ hội đấy thì ngoài cái việc mà chúng tôi tổ chức các cái hoạt động tâm linh, thì đến ngày 12 tháng 6 âm lịch tức là ngày 29 tháng 7 năm 2023 thì chúng tôi tổ chức cái lễ kỷ niệm ngày Thái Tổ Đăng Quang. Bên cạnh cái việc mà tổ chức ngày Thái Tổ Đăng Quang ấy, thì chúng tôi sẽ tổ chức cái hội thi võ trạng nguyên vương triều Mạc, bởi vì là Thái Tổ thì xuất thân từ đô lực sĩ là quan võ, thì cái hoạt động mà tổ chức cái hội thi võ trạng nguyên vương triều Mạc lần thứ nhất 2023 cũng là để là tri ân công đức của Thái Tổ đối với là đất nước cũng như là trong cái, suốt cái tiến trình phát triển lịch sử dân tộc. Và bên cạnh cái việc mà chúng tôi tổ chức cái lễ hội thi võ trạng nguyên trong hai ngày là ngày 29 và ngày 30 tháng 7 năm 2023, thì ngày buổi tối của hôm 29 tháng 7 đấy, là tức là buổi tối hôm 12 tháng 6 âm, thì Ủy ban dân huyện cũng tổ chức cái lễ biểu dương giáo viên cũng như là học sinh xuất sắc tiêu biểu của huyện năm học 2022-2023 tại khu tưởng niệm. Thì đó là một chuỗi các cái hoạt động là nhằm tri ân công đức của Thái Tổ cũng như là các bậc tiên đế tiên vương vương triều Mạc đối với cái tiến trình phát triển lịch sử dân tộc. Về kinh tế thời Mạc, lịch sử Việt Nam thế kỷ thứ 16 là thời kỳ chia cắt sau khi nhà Mạc giành quyền cai trị nước Đại Việt, nhưng chỉ được 6 năm. Từ năm 1533, chiến tranh giữa nhà Mạc và nhà Lê Trung Hưng bùng nổ. Tuy vậy, trong vùng đất Bắc Bộ do nhà Mạc quản lý, thương mại vẫn hoạt động và phát triển. Về nội thương, khác với nhà Lê, nhà Mạc áp dụng chính sách cởi mở, thông thoáng đối với các hoạt động thủ công nghiệp và thương mại. Điều đó tạo điều kiện tiền đề cơ bản cho kinh tế hàng hóa phát triển. Trung tâm buôn bán lớn nhất cả nước là Thăng Long và Phố Hiến, Hưng Yên. Ngoài ra, tại Bắc Bộ đã hình thành mạng lưới chợ khá dày, mặc dù chính địa bàn này cũng trải qua binh lửa do quân Nam Triều nhiều lần đánh ta như chợ Cầu Nguyễn, Thái Bình, chợ Tứ Kỳ Hải Dương, v.v. Sự phát triển của thủ công nghiệp càng thúc đẩy thương nghiệp phát triển, sản phẩm gốm sứ Bát Tràng và chu đậu
có mặt từ đồng bằng Bắc Bộ vào đến Thanh Hóa. Về ngoại thương, với chính sách kinh tế cởi mở, nhà Mạc chủ trương không ước thương hay bế quan tỏa cảng như nhà Hậu Lê, điều đó khiến ngoại thương Đại Việt có những bước chuyển biến tích cực. Chủ trương cấm tư thương kinh doanh gốm sứ của nhà Minh ở Trung Quốc trong gần hai thế kỷ, từ năm 1371 tới năm 1567, là cơ hội thuận lợi cho gốm sứ Đại Việt mở rộng thị trường tới vùng Đông Nam Á. Các làng gốm sứ nổi tiếng như Bát Tràng, Chu Đậu và một số trung tâm khác như Nam Sách, Bình Giang thuộc Hải Dương, ngoài việc cung cấp sản phẩm cho thị trường trong nước và đồ cống, còn có số lượng lớn để xuất khẩu. Về giáo dục thời Mạc, một trong những điều đáng chú ý là Vương triều Mạc rất coi trọng phát triển giáo dục và đào tạo được nhiều nhân tài kiệt xuất. Thời nhà Mạc, việc dạy học, thi cử được khuyến khích phát triển cao độ. Các trung tâm giáo dục, các văn miếu địa phương được hình thành và xây dựng khắp nơi, đặc biệt là văn miếu Mao Điền, Hải Dương, nơi trạng trình Nguyễn Bình Khiêm, Đỗ Kỳ Thi Hương. Trong 65 năm trị vì, từ năm 1527 tới năm 1592, nhà Mạc đã tổ chức đều đặn 22 khoa thi, lấy đậu 485 tiến sĩ, 13 trạng nguyên và tạo dựng được một nền giáo dục thịnh đạt thể hiện qua nền văn hóa Đại Việt thế kỷ thứ 16. Có nhiều nhân vật kiệt xuất như Nguyễn Bình Khiêm, Nguyễn Thiến, Phùng Các Khoan, Giáp Hải, Nguyễn Dữ, v.v. Những người đã góp phần phát triển nền văn hóa và tôn vinh lòng tự hào dân tộc. Đặc biệt, nhà Mạc đã mạnh dạn kết hợp được tinh thần dân tộc và thời đại một cách hài hòa, bền vững mà không bị trói buộc bởi chế độ quân chủ, nho giáo thời Lê Sơ. Tự do thi tuyển, công bằng và cởi mở, không phân biệt đẳng cấp. Trong suốt thời kỳ lịch sử phong kiến Việt Nam, có một lần xuất hiện trong thời Mạc, tiến sĩ nữ duy nhất là bà Nguyễn Thị Duệ. Thời Mạc, giáo dục lần đầu tiên trở thành nền giáo dục nhân dân, giáo dục vì nhân dân. Vì nâng cao dân trí và kiến thức cộng đồng xã hội với tiêu chí nước dâng thì thuyền dâng, đó là sự độc đáo và chói sáng đỉnh cao của giáo dục thời Mạc. Đó là cội nguồn và khai sáng nền giáo dục nhân dân của chúng ta hôm nay. Về văn hóa tín ngưỡng, với chủ trương độc tôn nho giáo, nên trong giai đoạn đầu của triều Mạc, Phật giáo chưa có điều kiện phát triển. Vào năm 541, Mạc Đăng Du mất ở Cổ Trai có di chúc lại, không làm đàn chay cúng Phật. Như vậy, sự phát triển của Phật giáo dưới thời Mạc không xuất phát từ chủ trương hoằng dương Phật Pháp của nhà nước, nhưng lại được hàng ngũ tôn thất nhà Mạc rất ủng hộ qua việc cung tiến tiền của, ruộng đất cho các nhà chùa. Thời Mạc có tổng cộng 195 công trình tất cả, trong đó có 142 chùa, 21 cầu, 12 đình làng, 7 đền, 8 miếu, 3 chợ, 2 bến đò. Tất nhiên trong số thống kê trên đây còn quá xa với thực tế công việc xây dựng, kiến thiết ở thời nhà Mạc. Về quân sự, do tình hình đất nước luôn trong tình trạng chiến tranh, nhà Mạc rất chú trọng xây dựng lực lượng quân đội đủ mạnh để bảo vệ chính quyền. Vào năm 1528, Mạc Thái Tổ sai phò mã Lâm Quốc Công Nguyễn Quốc Hiền và một số đại thần trong triều sửa đổi lại binh chế. Nhà Mạc tổ chức lại các vệ và ti quân sự. Trong cả nước được chia ra 4 vệ, ngoài 2 vệ Cẩm Y và Kim Ngô có từ trước, lập thêm 2 vệ là Hưng Quốc và Triều Vũ. 4 vệ này thống lĩnh toàn bộ quân đội thường trực ở kinh thành và các trấn. 4 vệ chủ lực quân đội nhà Mạc bao gồm: binh lính Hải Dương thuộc vệ Hưng Quốc, binh lính Bắc Kỳ thuộc vệ Kim Ngô, binh lính Sơn Tây thuộc vệ Cẩm Y, binh lính Sơn Lam thuộc vệ Triều Vũ. Để cổ vũ lòng trung thành, khuyến khích tinh thần chiến đấu của quân sĩ, động viên các tướng hiệu tăng cường lực lượng, nhà Mạc có những ưu đãi cho lực lượng quân đội qua chế độ lộc điền, hay còn gọi là binh điền. Khác với thời Lê Sơ, lộc điền vốn chỉ dành cho quan lại, lộc điền thời Mạc ưu tiên cho binh sĩ. Trong 65 năm tồn tại, nhà Mạc chủ yếu đối phó với các lực lượng chống đối trong nước cả ở phía Bắc và phía Nam, do hoạt động quân sự của nhà Mạc chủ yếu là cuộc nội chiến chống các lực lượng này. Vào năm 1540, trước nguy cơ về chiến tranh với nhà Minh do sự cầu viện của nhà Lê Trung Hưng, Mạc Thái Tổ chủ động dùng biện pháp giảng hòa để giữ yên biên giới phía Bắc. Khu tưởng niệm các vua nhà Mạc được xây dựng đó là niềm vinh dự, tự hào to lớn của chính quyền và nhân dân xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, các chi họ Mạc và gốc Mạc trên toàn quốc. Giờ đây trên đất Dương Kinh xưa, bên cạnh thành phố Hải Phòng, đô thị ven biển hiện đại,
trọng điểm của vùng kinh tế Đông Bắc đang hồi sinh một quần thể di tích phảng phất bóng hình của kinh đô Dương Kinh xưa, cảng biển đô thị đầu tiên của nước ta. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới.